Thưa quý vị và các bạn, thành phố Phú Quốc đang khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm test nhanh SARS-CoV-2 đối với người dân trên đảo nhằm tầm soát và kịp thời bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, ngăn chặn nguồn lây nhiễm COVID-19. Trong những ngày qua, Trung tâm Y tế Phú Quốc tập trung mọi nguồn lực tổ chức lấy mẫu xét nghiệm test nhanh COVID-19 cho bà con nhân dân trên địa bàn phường An Thới và những khu vực có ca nghi nhiễm với virus SARS-CoV-2, đồng thời phun khử khuẩn khu dân cư có ca nhiễm và nghi nhiễm trong cộng đồng. Khi hôm nay nhân viên y tế đến từng nhà test thì em thấy yên tâm hơn. Trong thời gian này em sẽ ở nhà và không đi đâu để tránh lây nhiễm cho mọi người. Song song với việc lấy mẫu xét nghiệm test nhanh SARS-CoV-2 trong cộng đồng, thành phố Phú Quốc tiếp tục truy vết, thông báo truy tìm người tiếp xúc với các trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết tự chủ động phòng ngừa dịch bệnh. Sáng qua có ghé ăn sáng mình quán cơm chay Khánh Ly lúc 9 giờ. Thì lúc ăn về thì nghe trên cái phương tiện thông tin đại chúng thông báo là có ca nhiễm tại quán. Rồi em cũng cách ly tại nhà. Rồi hôm nay mọi người phát thông báo là qua đây test để kiểm tra sức khỏe. Thì em cũng tự giác đi tới đây để test, bảo vệ mình, bảo vệ gia đình và mọi người. Theo báo cáo nhanh từ Trung tâm Y tế Phú Quốc, tính đến sáng ngày 23 tháng 9, Phú Quốc đã ghi nhận 63 ca dương tính. Nhằm khống chế nguồn lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, người dân trên đảo cần nâng cao ý thức, tự bảo vệ cho chính bản thân mình và mọi người xung quanh bằng cách thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, hạn chế ra đường khi không thật sự cần thiết.